Quý khách hàng đang tìm nhà theo cái trục đường quốc lộ 6 gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, gần bến xe Yên Nghĩa. Quý vị đi làm theo trục đường Cầu Mai Lĩnh đi về Chương Mỹ Xuân Mai, hoặc quý vị đi làm ở cái cung đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà được thiết kế và xây dựng độc lập 31m², xây 4 tầng này nhé. Vị trí của nó thì thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với lại cây xăng Đồng Mai, gần với trục đường quốc lộ 6, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, thiết kế độc lập duy nhất một căn, nằm ở trên mặt ngõ thông, ô tô đi qua được nha quý vị. Và ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện cách đây khoảng tầm 1 tháng, bây giờ mới dọn dẹp vệ sinh xong và Ngọc Ánh quay gửi tới cho quý vị. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế là cửa cuốn điện. Bên trong tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng rất là hợp lý: phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ngôi nhà vừa mới hoàn thiện chỉnh chu, đầy đủ. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, diện tích trên sổ đỏ 31m. Căn nhà này thì cái khung sổ của nó không quá vuông, nhà quay theo hiện trạng và bán theo hiện trạng quý vị ạ. Tuy nhiên vì nó không vuông nhưng mà chủ nhà lại thiết kế cái tối ưu công năng, cũng như là thiết kế những cái phần đấy, mọi người đến đây mà mọi người cảm nhận, nếu mà khi mọi người đi xem ấy thì thấy là với cái sổ như thế và thiết kế của ngôi nhà tương đối là hợp lý. Nếu như quý vị nào mà đang có những cái lô đất, những cái mảnh đất mà nó không vuông thì mọi người có thể cân đối xem cái cách xây dựng cũng như cái cách thiết kế bài trí của ngôi nhà, tùy từng căn, tùy từng mẫu ở bên nhà tốt nhé. Với vị trí này thì cách với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh khoảng tầm 2,5 cây, đồng nghĩa với việc cách bến xe Yên Nghĩa 2,5 cây, tiện ích ngập tràn, cách với lại trục đường quốc lộ 6 khoảng phạm vi bán kính 500m, gần với lại chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Nói chung là xung quanh đi lại tiện ích đầy đủ, giá bán của ngôi nhà xây dựng độc lập này cũng rất là hợp lý mọi người ạ. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần không gian phòng bếp này thì chủ nhà thiết kế cho quý vị tương đối là hợp lý. Đây chính là phần không vuông thành sắc cạnh mà Ngọc Ánh muốn chia sẻ thực tế với quý vị. Quý vị nào cảm thấy phù hợp, cảm thấy là ok và cảm thấy với cái giá bán hợp lý thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với nhà tốt. Còn đây là cái phần không gian phòng bếp, chính là cái phần không vuông ở trên sổ. Thì chủ nhà thiết kế ở đây là cái phần phòng bếp cho quý vị. Tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, chậu rửa, vòi rửa cũng như là phụ kiện bếp đều được lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Đó. Toàn bộ chất liệu inox 304, ngôi nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong xuôi hết. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh treo tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Ngoài ra, phần tầng 1 phòng khách, phòng bếp thì ở đây chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, nằm ở trên mặt ngõ thông, ô tô có thể đi qua, thiết kế xây dựng độc lập, không phải nhà liền kề. Theo Ngọc Ánh thì có rất nhiều quý khách hàng mong chờ, cũng như hướng nhà thì là hướng Tây tứ trạch quý vị nha. Ở đây, tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy em đã review cũng tương đối là chi tiết đường hướng vị trí, giá bán thì để ở dưới phần miêu tả cho quý vị tham khảo. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với ngôi nhà thiết kế 4 tầng, tầng 1 thì Ngọc Ánh đã review rồi. Trên tầng 2 thiết kế cho quý vị như sau. Tầng 2 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ vuông vắn. Tất cả các phần chéo của ngôi nhà chủ nhà thiết kế vào phần cầu thang và phần phòng vệ sinh. Cho nên với phòng ngủ đây, quý vị có thể nhìn thực tế xung quanh một vòng phòng ngủ. Đây. Cực kỳ là vuông vắn, rộng rãi. Phòng ngủ thì được chủ nhà thiết kế ở đây là thiết kế sàn gỗ, hệ thống trồng trần thạch cao, đèn led, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Và phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên trong phòng ngủ theo kiểu hình thức master mọi người ạ. Ở phía bên trong đây, phòng vệ sinh đây mọi người có thể nhìn nhé. Bồn cầu, bình nóng lạnh, sen cây tắm và lavabo. Ngọc Anh sẽ quay một chút rất là kỹ cho quý vị.
Đây là phần chéo của ngôi nhà. Đấy. Cho nên là chủ nhà thiết kế hết vào trong phần không gian phòng vệ sinh, tạo nên không gian phòng vệ sinh tương đối là rộng và phòng ngủ thì vẫn rất là vuông vắn cho mọi người. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Với cái ngôi nhà này thì tất cả các cửa thông phòng cũng như cửa nhà vệ sinh đều được chủ nhà thiết kế là cửa nhôm. Mời quý vị theo em lên tầng 3, tầng tiếp theo của ngôi nhà nhé. Và trên tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Tuy nhiên, phòng vệ sinh thì để ở bên ngoài, còn phòng ngủ thì để ở bên trong đây mọi người nhé. Ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Cực kỳ là thoáng, mát, ánh sáng tự nhiên. Tất cả các phòng ngủ đều được chủ nhà thiết kế ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Như mọi người có thể nhìn nhận, nếu như mọi người thường xuyên theo dõi kênh của Nhà Tốt thì biết rằng kênh của Nhà Tốt quay thị trường khá là rộng. Tuy nhiên, điểm nhấn của kênh Nhà Tốt là đang làm ở khu vực Hà Đông. Hà Đông thì có 17 phường và cái quỹ căn còn rất là nhiều, thì là ở phường Yên Nghĩa, phường Biên Giang và phường Đồng Mai. Mọi người cứ hỏi tại sao quay ở đấy nhiều thế mà không quay ở chỗ khác? Bởi vì ở các khu vực đấy cái quỹ đất của nó còn nhiều, còn bây giờ giật về ở trên phố thì không còn nhiều nữa, thỉnh thoảng có lác đác một vài căn thôi mọi người ạ. Cho nên mọi người hoàn toàn thông cảm, mọi người có thể tham khảo cũng như là xem cái giá bán, cái cung đường đi lại nó có phù hợp hay không. Còn càng gần về trung tâm thì giá bán càng cao mọi người ơi. Đây là phần phòng vệ sinh tầng 3, nói chung tương tự như tầng 2 thôi. Nhưng mà thiết kế đây mọi người có thể nhìn khá là hài hòa với cái khổ đất. Chéo thì Ngọc Anh bảo chéo, vuông thì vuông, mà lỗi như thế nào thì em sẽ chia sẻ cho quý vị để mọi người không mất quá nhiều thời gian đến xem mà lại không hài lòng. Mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và em đang trên đường đi trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế hoàn toàn là gỗ. Trên phía tầng 4 thì thiết kế cho quý vị như sau. Tầng 4 thiết kế cho quý vị 2 phòng. Một phòng thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, và phòng còn lại thì quý vị có thể thiết kế phòng ngủ, phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Tuy nhiên, như vậy thì với cái ngôi nhà 4 tầng này là có 3 phòng riêng. Tất cả các phòng đây mọi người này đều có cửa riêng. Đó. Này. Cửa sổ, ban công thoáng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc gần trục đường quốc lộ 6. Trục đường quốc lộ 6 mà mở rộng ra 4 làn đường thì quá là tuyệt vời luôn. Và đây, phần sân phơi, khu vực để máy giặt, sân phơi. Nói chung thiết kế tương đối thôi, còn tuyệt đối thì khó lắm mọi người ạ. Mỗi người một ý, 9 người 10 ý, huống chi là có một cái nhà thôi. Cho nên nó sẽ phù hợp với khách hàng nào mà như thế. Mọi người cảm thấy phù hợp thì mọi người liên hệ trực tiếp với em. Và mọi người ơi, Nhà Tốt thì chỉ có duy nhất hai số ở trên màn hình: 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn về ngôi nhà, đi xem nhà thực tế thì liên hệ trực tiếp Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.